Chào các bạn. Đầu năm nói một chút về chuyện nghề tí nha các bạn. Tôi có trụ sở văn phòng tại huyện Củ Chi. Thì tôi nghĩ rằng là cái huyện Củ Chi cũng nhỏ, cho nên có những nguyên đơn họ đến với văn phòng. Và sau khi nhận cái vai trò của nguyên đơn thì bị đơn lại đến văn phòng. Và tôi lại có một cái động tác là cái vụ việc này tôi từ chối và mình chỉ nhận có một cái vai trò là của một bên thôi, đó là đạo đức nghề nghiệp. Hiện tại thì trong cái quá trình hành nghề luật sư đó các bạn, thì tôi chỉ được phép chọn một phía, một bên. Ví dụ như thế này các bạn ạ. Ví dụ như thế này, hôm nay ông A kiện bà B đến tòa trong tranh chấp hợp đồng vay tiền, thì cả hai cùng đến văn phòng luật sư để mà tư vấn. Dĩ nhiên cái thời gian tư vấn của người A đến trước và người B đến sau. Thì sau khi mà A đến trước thì tôi nhận cái vai trò là nguyên đơn, thì tôi phải từ chối cái vai trò của bị đơn. Và cũng có những cái vụ kiện, ví dụ như trong cái việc mà tranh chấp mà quyền và nghĩa vụ đối lập các quý vị và các bạn. Ví dụ như ông A là ông quản lý tài sản, thế là anh chị em của ông A từ người số 1 tới người số 4 khởi kiện ông A để yêu cầu ông A chia thừa kế. Thì sau khi mà khởi kiện trong cái vai trò là nguyên đơn thì tôi sẽ từ chối và sẽ không tư vấn vai trò bị đơn. Tôi kể cho quý vị và các bạn nghe một cái vụ kiện mà tôi sau cùng cũng phải quyết định chọn một bên. Nhà họ có 8 anh chị em. Thì ban đầu họ đến với văn phòng trong một cái vai trò là một người quản lý toàn bộ. Thế là tôi giúp cho 7 anh chị em đánh một cái đơn khởi kiện một cái người, cứ cho là người em Út đi. Và các bạn biết không, sau khi thỏa thuận được đối với người em Út, người em Út đưa toàn bộ giấy bản chính, giấy tờ nhà đất ra, thì 7 anh em thì lại tiếp tục khởi kiện vì chưa có chia của mỗi phần. Và vì tôi không có đi song hành với công cái vụ việc này, cho nên quyết định là còn 7 anh chị em. Thì trong 7 anh chị em này, các anh chị em lại chia với nhau không đều nữa. Thì trong đó tôi nhớ rất rõ là 3 người kiện một người, còn đưa 3 người còn lại vào người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Thì luật sư cũng quen cả bên nguyên đơn và quen cả bị đơn, cho nên luật sư quyết định là nhờ một cái luật sư khác để không có bị vướng vào cái chuyện khó xử. Và cuối cùng thì luật sư đồng nghiệp thì cũng không giải quyết được vấn đề và tòa ra quyết định đình chỉ. Lần này thì tôi quyết định chọn một bên, các bạn ạ, chọn một bên để đi khởi kiện cho họ. Và cuối cùng thì câu trả lời là đã đạt đến cái sự thỏa thuận của các luật sư. Các bạn thấy đấy, là luật sư thì trong cái đạo đức nghề nghiệp thì chúng tôi vẫn phải có một cái nghĩa vụ đạo đức. Tức là mình chỉ có quyền chọn một bên trong hai bên, chứ không thể nào mình vừa mới bảo vệ quyền lợi cho bên nguyên đơn thì nó sẽ đối lập với bên bị đơn được. Ngẫm lại câu chuyện này thì tôi nghĩ rằng đây không phải là lần đầu tiên tôi chọn một bên. Mà ở vùng nông thôn thì một cái huyện nó cũng nhỏ lắm, cho nên thường thì tôi nhận trong một cái vai trò là tôi quyết định chọn một bên, còn một bên còn lại thì có thể là họ giới thiệu họ qua một cái luật sư đồng nghiệp khác. Đấy, quý vị cảm thấy có khó khăn không? Thì có những lúc tôi cảm thấy mình như rất là khó xử, tại vì bản thân luật sư là nữ. Tôi có những cái
khó xử trong cái việc đi kiện người quen. Trong cùng một khu xóm thì dĩ nhiên khi tôi quyết định chọn một bên thì bên cái phía còn lại cũng là người quen. Có những lúc đụng mặt, có những lúc người ta huýt sáo, có những lúc mà rất là khó khăn. Tuy nhiên thì mình vẫn quyết định mình lơ đi. Và nói thật với quý vị và các bạn, tôi cũng ráng cố gắng kéo lại những cái mối quan hệ của gia đình họ giữa nguyên đơn và vị đơn. Có thể họ là anh chị em, có thể họ là bạn bè, có thể họ là những người hàng xóm. Tuy nhiên điều tiên quyết của tôi rằng là chừng nào không thể thỏa thuận được thì mới quyết định chọn con đường pháp luật, quý vị và các bạn nhé. Khi nào chúng ta không thể nào ngồi lại với nhau, chúng ta không thể nào cười với nhau được, thì chúng ta sẽ quyết định sử dụng quy định của pháp luật. Năm hết 2018 đã trôi qua thì đây cũng là một cái năm mới. Các bạn sẽ thấy luật sư mặc cái áo màu đỏ chói luôn. Năm mới chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, sự bình an và hạnh phúc. Hy vọng rằng trong cái kênh Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ không còn những cái câu chuyện khô khan nữa, và cả cái câu chuyện về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho quyền và lợi ích hợp pháp của những người đối lập quyền và lợi ích hợp pháp với nhau. Và video tới tôi sẽ tặng cho quý vị và các bạn một cái tên bí mật đạo đức nghề nghiệp, các bạn nhớ nha. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.